Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng đón xem bản tin thời sự trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội diễn ra trong ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin chính được phát trong chương trình ngày hôm nay. Đại chiến Mỹ-Trung là thảm họa khủng khiếp nhất toàn cầu. Thưa quý vị, theo hãng Reuters, một cuộc xung đột toàn diện giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ là một thảm họa khủng khiếp nhất của nhân loại. Thậm chí ngay cả vũ khí hạt nhân cũng không sử dụng đến. Trong những ngày gần đây, căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng một dâng cao khi mà Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ Biển Đông. Bộ Quốc phòng của Mỹ tuyên bố sắp tới Mỹ sẽ can thiệp sâu rộng vào vấn đề Biển Đông và sẽ bảo vệ tuyệt đối đối an toàn Biển Đông cũng như là Biển Hoa Đông. Phía Mỹ nói thẳng sẽ bảo vệ ba hòn đảo, một là Senkaku của Nhật Bản, hai là bãi từ chính của Việt Nam, ba là quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, ra khỏi tay của Trung Quốc. Đáp lại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh, tay chân thân tín của ông Tập Cận Bình tuyên bố như sau: Biển Đông, đảo Senkaku, bãi tứ chính, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là một phần chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc. Đồng thời, người đại diện Bộ Ngoại giao của Trung Quốc còn nhấn mạnh, sẵn sàng thực hiện một cuộc chiến tranh với cả Mỹ nếu như Washington tuyên bố chiến tranh. Thưa quý vị, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, báo động về tình hình an ninh khu vực lại càng lên cao khi mà cố vấn chính trị hàng đầu của Tổng thống Mỹ ông Joe Biden từng chia sẻ rằng ông tin chỉ vài tháng nữa hoặc một vài năm nữa là sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Trung Quốc và Mỹ ở Biển Đông. Trong khi khả năng về một cuộc chiến tranh vẫn còn khá xa vời, nhiều chuyên gia nói với cả hãng Reuters rằng họ tin cuộc chiến xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ rất thảm khốc, đưa cả thế giới vào tình trạng báo động và hỗn loạn và có khả năng sẽ kết thúc cuộc sống mà chúng ta biết trên trái đất này. Theo các chuyên gia, Mỹ sẽ chiến thắng Trung Quốc một cách dễ dàng nếu chỉ là một cuộc giao chiến thông thường. Khi đó, cuộc chiến sẽ giống như việc Trung Quốc đưa một đội nông dân ra để chống trả với một gã khổng lồ và đoàn quân của Trung Quốc sẽ bị thất bại thảm hại trước gã khổng lồ của Mỹ. Thế nhưng, ngay cả một cuộc chiến thông thường cũng sẽ là một thảm họa chiến lược toàn cầu. Nó sẽ tạo ra một cuộc khủng hoảng trên thế giới và một khoảng trống quyền lực sau sự thất bại của Trung Quốc. Đó là điều mà chúng ta khó có thể tưởng tượng được. Chúng ta sẽ thấy chiến tranh thế giới thứ ba. Ông Chris Chan, giáo sư chính trị và nghiên cứu quốc tế tại Đại học Akei, nói về viễn cảnh của một cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Mỹ, tôi thật sự nghĩ rằng đó là dấu chấm hết của sự sống trên trái đất, từ một mức độ rủi ro chiến lược toàn cầu. Tôi muốn nói rằng, một cuộc chiến giữa Mỹ và bất kỳ cường quốc lớn nào là điều cuối cùng mà chúng ta muốn thấy, vì nó có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh hạt nhân. Khả năng hai bên sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân là quá cao. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho biết thêm là từ những năm 1970, các nhà chính sách tại Washington đã xác định hình thức vừa hợp tác, vừa cạnh tranh trong quan hệ với cả Trung Quốc. Mỹ sẽ mất hàng ngàn quân, nhưng Trung Quốc sẽ bị đè bẹp hoàn toàn nếu thực sự có một cuộc chống Mỹ. Theo các chuyên gia cho biết, lý do chính của chiến thắng này là vì quân đội của Mỹ có lợi thế vượt bậc trong chiến tranh toàn diện, do vượt trội về mặt khoa học công nghệ, và bốn nhánh quân sự của Mỹ cũng sẽ hiệp đồng tác chiến cực kỳ ăn ý với nhau, và các chuyên gia tin rằng Mỹ sẽ thổi bay Trung Quốc một cách dễ dàng. Ngược lại, quân đội của Trung Quốc ít có kinh nghiệm chiến đấu, cũng như không có hoạt động phối hợp ăn ý giữa các lực lượng như Mỹ. Có một sự khác biệt rất lớn giữa những người từng tham chiến và những người không tham gia chiến tranh bao giờ. Vì thế, Trung Quốc sẽ thất bại thảm hại trước quân đội của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Theo các chuyên gia cho biết, một khi xảy ra chiến tranh với cả Mỹ, các cơ sở quân sự mà Trung Quốc đang chiếm đóng trái phép trên Biển Đông khó giữ vững được đường dây liên lạc, cũng như cung cấp nhiên liệu, đạn dược ra các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, Trung Quốc đang muốn tăng cường sức mạnh quân sự ở ngoài Biển Đông thông qua việc mở rộng, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các đảo nhân tạo mà họ chiếm đóng phi pháp của Việt Nam ở ngoài Biển Đông. Bắc Kinh xem đây là một lợi thế chiến lược của quân sự quan trọng này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông cho biết, trên thực tế, các giá trị quân sự nổi này không có tác dụng quá nhiều như phía Bắc Kinh vẫn từng kỳ vọng và nó sẽ lộ ra rất nhiều điểm yếu. Ví dụ như trong Thế chiến thứ hai, Nhật Bản như Trung Quốc bây giờ cũng nhận ra việc kiểm soát các chuỗi đảo nhân tạo ở Thái Bình Dương mang lại ý nghĩa chiến lược ít nhiều. Tuy nhiên, đến cuối cùng, chính những hòn đảo này đã trở thành gánh nặng cho Nhật Bản khi Mỹ và các đồng minh tập trung lực lượng đánh chiếm từng đảo một, buộc Nhật Bản phải từ bỏ. Theo các nhà chuyên môn, có kinh nghiệm từng châm biếm rằng, chỉ những kẻ ngu ngốc mới mang một con tàu đi chiến đấu với cả một pháo đài. Nhưng trong thời đại hiện nay, mọi việc đã khác, con tàu vẫn có thể chiếm lợi thế hơn là pháo đài, với sự hỗ trợ của công nghệ quân sự tinh vi. Trong trường hợp của Trung Quốc, dù không ngừng mở rộng xây dựng thêm cơ sở hạ tầng cho các đảo mà họ đang chiếm đóng phi pháp trên Biển Đông, nhưng sự thật là các điểm yếu của những cơ sở này vẫn cứ tồn tại và không dễ dàng khắc phục trong một sớm một chiều. Chắc chắn Trung Quốc cũng nhận ra điều này, bởi vì nước biển, rồi thời tiết, khí hậu sẽ không đáp ứng được như ở trong đất liền. Vì thế,
khi xảy ra cuộc chiến tranh với cả Mỹ, thì tất nhiên phía Mỹ sẽ có lợi thế hơn rất nhiều, bởi vì các tàu khu trục và tàu sân bay của Mỹ sẽ rất cơ động hơn là các đảo nhân tạo đứng tại chỗ của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Trên thực tế, khi sở hữu những căn cứ quân sự trên Biển Đông, Trung Quốc có thể khiến hoạt động tuần tra, tự do hàng hải của Mỹ gặp khó khăn. Nhưng nếu xảy ra xung đột, xảy ra chiến tranh, thì sẽ không quá khó để không quân, hải quân của Mỹ giải quyết những cơ sở này một cách nhanh gọn. Theo một vị tướng trong quân đội của Mỹ tiết lộ rằng, phía Mỹ đã san bằng rất nhiều đảo nhân tạo trên Tây Thái Bình Dương. Vì thế, việc san bằng vài cái đảo nhỏ ở ngoài Biển Đông của Trung Quốc đối với cả phía Mỹ sẽ không có bất kỳ khó khăn nào với cả chúng tôi. Thưa quý vị, trong thời gian gần đây, Mỹ liên tục điều các tàu khu trục, tàu sân bay, lính thủy đánh bộ tiến sát vào các đảo nhân tạo của Trung Quốc đang xây dựng trái phép ở ngoài Biển Đông để dằn mặt Trung Quốc và gửi cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc dừng ngay những hành động phi pháp và ngang ngược trên Biển Đông đi, đặc biệt cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi bãi tư chính của Việt Nam. Nếu không, phía Mỹ sẽ ra tay và hành động quyết liệt, đặc biệt là phía Mỹ sẽ san bằng tất cả những cái đảo nhân tạo của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Ngay lập tức, phía Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đã lên án một cách kịch liệt và Bắc Kinh cho rằng những hành động của phía Mỹ vừa rồi là xâm phạm đến vùng lãnh hải của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông và yêu cầu phía Mỹ dừng ngay những hành động gây hấn cũng như gây căng thẳng tại vùng lãnh hải của Trung Quốc. Được biết, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao của Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng chúng tôi kiên quyết phản đối điều đó của Mỹ. Chúng tôi kêu gọi phía Hoa Kỳ tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của các quốc gia trong khu vực và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở ngoài Biển Đông. Và quân đội của Trung Quốc sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ và sứ mệnh của mình để bảo vệ vững chắc quyền chủ quyền, quyền tài phán, cũng như an ninh của quốc gia. Trung Quốc và chúng tôi sẽ quyết đấu nếu như phía Hoa Kỳ còn lấn sân vào vùng lãnh hải của Trung Quốc ngoài Biển Đông. Tóm lại, theo các chuyên gia nhận định rằng, quân sự của Trung Quốc vẫn còn kém rất xa quân sự của Mỹ. Nhìn chung, toàn bộ năng lực quân sự của những thực thể đảo nhân tạo của Trung Quốc ở ngoài Biển Đông bị phụ thuộc vào hoàn toàn công tác hậu cần từ đại lộ. Các căn cứ tưởng chừng như bất khả xâm phạm này lại rất dễ bị cô lập và đổ vỡ, vì hầu hết đều không có kho dự trữ đủ lớn. Khi xung đột xảy ra, khi chiến tranh xảy ra, việc giữ đường dây liên lạc và cung cấp nhiên liệu, đạn dược là rất khó khăn và rủi ro sẽ thách thức sự sống còn của Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, mới đây thì Trung Quốc phản ứng kịch bản Mỹ đánh chiếm tiền đồn trên đảo ở Biển Đông, quân đội Mỹ đang diễn tập trong một vai trò nguy hiểm nhưng có thể mang tính quyết định trong trường hợp nổ ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Lính dù Mỹ đã diễn tập việc nhảy xuống chiếm các tiền đồn Trung Quốc trên các đảo nước này chiếm đóng trái phép ở Biển Đông. Việc chiếm giữ những tiền đồn này và những đường băng chiến lược trên đó có thể cho phép lực lượng Mỹ có thêm căn cứ mới để tấn công đáp trả Trung Quốc. Theo nhận định của cây bút David Ack trên trang Fox, quân đội Mỹ có lẽ có đủ máy bay chiến đấu để đánh bại Trung Quốc trong một cuộc chiến ở Tây Thái Bình Dương. Tuy nhiên, điều họ thiếu là các căn cứ tại đó. Vì thế, theo chuyên gia này, Mỹ có thể mượn các căn cứ từ Trung Quốc bằng cách thả lính dù hoặc cho đổ bộ lính thủy đánh bộ đánh chiếm đóng các tiền đồn của Trung Quốc. Kể từ năm 2013, Trung Quốc đã cho xây dựng phi pháp các tàu sân bay cố định dưới dạng tiền đồn trên nhiều đảo ở hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Một vài trong số tiền đồn này có đường băng. Các căn cứ quân sự trên đảo này cộng với các sân bay dọc bờ biển Đông Nam Trung Quốc sẽ cho phép Bắc Kinh phân tán máy bay chiến đấu. Việc phân tán như thế giúp Bắc Kinh quốc bảo vệ các máy bay khỏi các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay ném bom của Mỹ. Ngược lại, máy bay Mỹ thường tập trung tại một số ít căn cứ thường trực, căn cứ không quân Kadena ở tỉnh Okinawa. Nhật Bản là nơi tập trung chính sức mạnh không quân chiến thuật của Mỹ và đồng minh ở Tây Thái Bình Dương. Một khi có khủng hoảng xảy ra, căn cứ có thể chứa hàng trăm chiến đấu cơ và máy bay hỗ trợ. Bên cạnh đó, căn cứ không quân Andersen của Mỹ tại đảo Guam, cách Biển Đông gần 2.800 km thường tập trung máy bay ném bom, máy bay tiếp dầu và máy bay do thám. Trong trường hợp cần thêm căn cứ quân sự tại khu vực, một lựa chọn rủi ro nhưng hứa hẹn của Mỹ là chiếm một số tiền đồn trên đảo của Trung Quốc. Nếu thành công, máy bay chiến đấu của Mỹ có thể tiến vào trung tâm Biển Đông. Mỹ không phải là không tính đến phương án này. Hồi cuối tháng 6 qua, 350 lính dù thuộc Sư đoàn Bộ binh 25 của Lục quân Mỹ đến từ bang Alaska đã luyện tập đổ bộ đánh chiếm một sân bay mô phỏng trên đảo Guam. Dĩ nhiên là khó có chuyện Mỹ đơn phương và vô cớ tiến hành một cuộc tấn công như thế. Theo chuyên gia David Ack, chuyện này nếu xảy ra là vì Trung Quốc xâm phạm quá mức lãnh thổ của các đồng minh Mỹ hoặc leo thang củng cố tuyên bố chủ quyền phi pháp trên biển bằng cách tấn công lực lượng nước ngoài tuần tra các vùng biển quốc tế. Không gì lạ khi Trung Quốc phản ứng mạnh trước giả thuyết binh sĩ Mỹ có thể đánh chiếm các tiền đồn trên đảo nói trên. Trong bài viết trên trang Global Times hôm 11 tháng 8, tác giả Su Hailin cho rằng ý tưởng này chỉ là phỏng đoán của giới truyền thông. Người này còn cảnh báo bất kỳ một cuộc tấn công nào của Mỹ nhằm vào một tiền đồn Trung Quốc sẽ dẫn đến cuộc phản công toàn lực của quân giải phóng nhân dân Trung Quốc và chắc chắn phải trả giá đắt. Giải phóng nhân dân Trung Quốc và chắc chắn phải trả giá đắt.
Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, vui lòng ấn like, đăng ký kênh cũng như bật chuông thông báo để có thể nhận được những tin tức cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất từ kênh Tin Mới. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Cơ quan phòng vệ Đài Loan Trung Quốc cho biết mới đây, 37 máy bay của lực lượng không quân Trung Quốc bao gồm máy bay chiến đấu J-11 và J-16 cũng như máy bay ném bom H-6 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Chính quyền Đài Bắc cho biết các máy bay Trung Quốc sau đó đã bay tới phía đông nam của hòn đảo và di chuyển về phía tây Thái Bình Dương. Đài Loan đã điều máy bay và tàu để theo dõi và phát cảnh báo với phía Trung Quốc. Theo cơ quan phòng vệ Đài Loan, một số máy bay Trung Quốc đã bay tới phía đông nam của Đài Loan và tiến vào khu phía tây Thái Bình Dương để thực hiện hoạt động giám sát trên không và huấn luyện điều hướng đường dài. Đài Loan đã triển khai máy bay và tàu chiến, đồng thời kích hoạt các hệ thống phòng không để theo dõi hoạt động của máy bay Trung Quốc. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc vừa hoàn thành giai đoạn 2 của cuộc tuần tra chung trên không với Nga ở Tây Thái Bình Dương vào hôm thứ Tư vừa qua. Hoạt động của Nga và Trung Quốc khiến Nhật Bản và Hàn Quốc lo ngại. Hồi tháng 4, Trung Quốc đã tổ chức tập trận xung quanh Đài Loan sau chuyến đi của nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tới Mỹ. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là vùng lãnh thổ không thể tách rời, sẵn sàng xâm nhập bằng mọi cách, kể cả sử dụng vũ lực. Kyodo News, hãng thông tấn của Nhật Bản vừa qua dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật cho hay, có tổng cộng 4 máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga đã thực hiện chuyến bay ở trên vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên và cùng nhau bay đến biển Hoa Đông. Ngay lập tức, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có hành động đối phó. Dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nhật cho hay, hai chiếc máy bay ném bom H-6 của Trung Quốc đã cùng với hai chiếc máy bay ném bom Tu-95 của Nga ở trên vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên và cùng nhau bay đến biển Hoa Đông. Cũng theo Bộ Quốc phòng Nhật, các máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga đã tham gia cùng với hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc trên vùng biển nói trên. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm lực lượng phòng vệ trên không của nước này đã điều động máy bay chiến đấu để đối phó 4 máy bay ném bom của Trung Quốc và Nga. Dù không phận của Nhật không bị xâm phạm, Bộ Quốc phòng Nhật đã chuyển những quan ngại sâu sắc của mình tới Trung Quốc và Nga. Thông qua các kênh ngoại giao, coi động thái này là một hành động phô trương vũ lực rõ ràng. Ngoài ra, quân đội Hàn Quốc hôm qua vừa khẳng định, 4 máy bay quân sự của Trung Quốc và 4 máy bay của Nga cùng ngày đã bay vào vùng nhận dạng phòng không của Hàn Quốc Kadit mà không được thông báo trước, buộc không quân Hàn Quốc điều máy bay chiến đấu để đối phó. Theo hãng tin Yonhap, hiện chưa có thông tin về phản ứng của Trung Quốc và Nga đối với các tuyên bố của Nhật và Hàn Quốc. Theo hãng tin Reuters của Anh, trước đó Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo nước này đã tiến hành một cuộc tuần tra chung trên không với Nga vào hôm thứ Ba vừa qua trên biển Hoa Đông và vùng biển nằm giữa Nhật và bán đảo Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng cuộc tuần tra mới nằm trong kế hoạch hợp tác thường niên của quân đội hai nước. Đây là cuộc tuần tra chung lần thứ 6 giữa quân đội Nga và Trung Quốc ở khu vực kể từ năm 2019. Theo Reuters, trong cuộc tuần tra vào hồi tháng 5 năm 2022, các máy bay chiến đấu của Trung Quốc và Nga đã đến gần không phận của Nhật khi Tokyo tổ chức hội nghị thượng đỉnh bộ tứ với các nhà lãnh đạo Mỹ, Ấn Độ và Úc, khiến Nhật báo động, dù Trung Quốc khẳng định các chuyến bay không nhắm vào bên thứ ba. Theo thông cáo báo chí của người phát ngôn Ủy ban Hàng hải Triều Tiên mới đây, nước này bác bỏ và không bao giờ công nhận nghị quyết mới đây của Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO lên án các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng. Để đáp trả nghị quyết của IMO, Triều Tiên ám chỉ rằng Bình Nhưỡng có thể từ bỏ cơ chế thông báo trước cho Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO về những vụ phóng vệ tinh trong tương lai. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn nội dung thông cáo nêu rõ, Bình Nhưỡng cho rằng nghị quyết của IMO là không công bằng và hợp pháp, đồng thời yêu cầu cơ quan này phản ánh lập trường của Triều Tiên trong tài liệu chính thức mới nhất. Trước đó, IMO đã thông qua nghị quyết đầu tiên lên án mạnh mẽ các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên sau vụ phóng vệ tinh do thám của Bình Nhưỡng hôm 31 tháng 5. Quan chức Triều Tiên cho rằng IMO đã tuyên bố nước này không bắt buộc phải thông báo cho cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc về kế hoạch phóng vệ tinh khi cảnh báo hàng hải được gửi trực tiếp đến các tàu thông qua hệ thống cảnh báo hàng hải thế giới trong trường hợp xảy ra một vụ phóng vệ tinh. Người phát ngôn của Ủy ban Hàng hải Triều Tiên nêu rõ, chính vì vậy, chúng tôi rất lấy làm tiếc và không hài lòng trước thái độ không kiên định của tổ chức này. Triều Tiên đã thông báo cho phía Nhật Bản và IMO về kế hoạch phóng vệ tinh từ hôm 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Để đáp trả nghị quyết của IMO, Triều Tiên ám chỉ rằng Bình Nhưỡng có thể từ bỏ cơ chế thông báo trước cho cơ quan này về nghĩa vụ phóng vệ tinh trong tương lai. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trước đó cũng đưa ra cảnh báo sẽ không thông báo trước cho hàng hải quốc tế về các vụ phóng tên lửa của mình sau khi Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết lên án các vụ việc này.
Trong một bài bình luận do hãng thông tấn nhà nước đăng tải, chuyên gia phân tích Kim Jong-chol của Triều Tiên nhấn mạnh, khi IMO phản hồi thông báo trước của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên về vụ phóng vệ tinh bằng cách thông qua một nghị quyết chống, chúng tôi sẽ coi đây là một động thái chính thức thể hiện quan điểm rằng những thông báo trước của Triều Tiên không còn cần thiết nữa. Trong tương lai, IMO nên biết và tự mình triển khai các biện pháp phù hợp trong thời gian phóng vệ tinh của Triều Tiên, cũng như tính toán điểm rơi của các vật thể và sẵn sàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về tất cả các hậu quả. Trước đó, Ủy ban An toàn Hàng hải của IMO đã thông qua nghị quyết lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của hàng hải quốc tế và kêu gọi tuân thủ các quy tắc bao gồm thông báo trước về bất kỳ vụ thử tên lửa nào. Đây là nghị quyết đầu tiên của IMO lên án các vụ phóng của Bình Nhưỡng. Trong các phân loại tài liệu chính thức của IMO, các nghị quyết được coi là khuyến nghị mạnh mẽ nhất đối với các quốc gia thành viên. IMO trước đó đã ban hành các thông tư bày tỏ lo ngại về việc Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa không báo trước vào các năm 1998, 2006 và 2016. Chuyên gia phân tích người Triều Tiên lập luận rằng IMO đã đưa ra nghị quyết như vậy lần đầu tiên trong lịch sử. Điều này chứng minh rằng tổ chức này đã bị chính trị hóa toàn cầu. Từ bỏ sứ mệnh ban đầu là thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh hàng hải. Ông Kim Jong-chol nói thêm rằng, việc cải thiện khả năng quân sự của Triều Tiên là quyền chủ quyền của đất nước, điều cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia và người dân khỏi các hành động thù địch quân sự liều lĩnh hơn bao giờ hết của Mỹ và các lực lượng đồng minh, và để bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực. Ông Chol nhấn mạnh, đây là quyền hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền được quy định rõ ràng trong Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế có liên quan. Chuyên gia này nói thêm rằng Bình Nhưỡng tiến hành các cuộc tập trận bắn thử tên lửa theo cách an toàn nhất, trong khi tính đến an ninh của các quốc gia khác và cho đến nay không có thiệt hại nào. Triều Tiên cũng đã ban hành một cảnh báo hàng hải cho Cơ quan An ninh Hàng hải Nhật Bản và thông báo cho IMO về thời gian phóng và vị trí mà tên lửa có thể rơi xuống, mặc dù không bắt buộc phải làm như vậy. Hôm 31 tháng 5, quân đội Hàn Quốc thông báo Triều Tiên đã phóng vật thể bay mà Bình Nhưỡng gọi là phương tiện phóng không gian về phía Nam, sau khi nước này đã thông báo kế hoạch trên hồi đầu tuần. Tuy nhiên, vụ phóng này đã không đạt được mục tiêu theo sự thừa nhận từ Bình Nhưỡng. KCNA cho biết tên lửa đẩy vệ tinh mới Cholima-1 đã rơi xuống biển Tây do mất lực đẩy vì động cơ khởi động bất thường ở tầng 2 sau khi tầng 1 tách ra cho chuyến bay bình thường. Mặc dù vậy, vụ phóng tên lửa đẩy vệ tinh này đã khiến cho Hàn Quốc và Nhật Bản phải phát đi cảnh báo. Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, vụ phóng xảy ra vào khoảng 6 giờ 29 phút hôm 31 tháng 5. 2 phút sau, còi báo động không kích vang lên ở Seoul. Vào 1 phút sau đó, một tin nhắn văn bản được gửi đi kêu gọi người dân chuẩn bị sơ tán và cho phép trẻ em và người già di tản trước. Sau đó, một tin nhắn khác lúc 6 giờ 41 phút nói rằng các cảnh báo đã được gửi đi do lỗi. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cảnh báo họ sẽ phá hủy bất kỳ tên lửa nào của Triều Tiên đi vào lãnh thổ của nước này. Sau khi Bình Nhưỡng thông báo cho Tokyo về kế hoạch phóng một vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 11 tháng 6. Mặc dù vụ phóng tên lửa thất bại nhưng đã gây ra cảnh báo khẩn cấp ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết một nhà ngoại giao cấp cao của nước này đã gọi vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên là một sự việc nghiêm trọng mà Bình Nhưỡng đã lợi dụng công nghệ để vi phạm các quy tắc toàn cầu và làm xói mòn trật tự quốc tế. Về phần mình, bà Kim Jo-chang, Phó trưởng Ban Tuyên truyền và Thông tin của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên cho biết, nếu vụ phóng của Bình Nhưỡng bị chỉ trích, thì Mỹ và tất cả các quốc gia đã từng phóng hàng nghìn vệ tinh cũng cần phải bị lên án. Bà Kim Jo-chang khẳng định Bình Nhưỡng sẽ sớm phóng lại vệ tinh chính sách quân sự vào quỹ đạo không gian một cách chính xác sau vụ phóng thất bại vừa qua. Theo thông tin từ tờ Thời báo Khmer hôm thứ Năm cho biết, Thủ tướng Hun Sen đã yêu cầu chính phủ Việt Nam chú ý theo dõi nhân vật cựu lãnh đạo đối lập của Campuchia là Sam Rensi sẽ đi vào Việt Nam với hộ chiếu Pháp. Ông Hun Sen nói, tôi muốn nhấn mạnh với đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng nhằm gửi một lời nhắn đến chính phủ Việt Nam để cảnh giác với một nhân vật sẽ sử dụng hộ chiếu Pháp để vào Việt Nam trong vai một du khách. Tôi đã nhận được thông tin từ một trong các điệp viên của tôi rằng, Sam Rensi đang cố tìm cách thâm nhập Campuchia thông qua các nước láng giềng để gây rắc rối cho tôi. Trước đó, ông ta đã có ý định đến Malaysia, nhưng nước này từ chối cho nhập cảnh. Hiện giờ ông ta định đến Thái Lan hoặc Việt Nam với hộ chiếu Pháp. Thủ tướng Campuchia đưa ra bình luận này vào ngày thứ Tư vừa qua tại lễ động thổ khởi công một cây cầu bắc qua sông Mekong nằm trên tuyến cao tốc nối Phnom Penh với Barret. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia cũng có mặt tham dự sự kiện này.
Ông Hun Sen nói rằng nếu Rensi vào Việt Nam, nhà chức trách Việt Nam nên bắt giữ ông ta và giao cho Campuchia, bởi vì Rensi đã bị tòa án Campuchia ra lệnh bắt giữ. Ông cũng nói rằng Campuchia và Việt Nam có thỏa thuận dẫn độ tội phạm và một số hợp tác pháp luật khác. Thủ tướng Campuchia cũng nói rằng việc Rensi trở về nước sẽ khởi đầu một cuộc chiến với chính phủ, vì ông ta đã kêu gọi các binh sĩ quay súng vào Hun Sen. Trong khi đó, Thủ tướng Hun Sen nói thêm rằng Rensi phải được đối phó bằng pháo phản lực BM-21. Thủ tướng Hun Sen cũng nói thêm rằng nếu nhà chức trách Việt Nam không bắt giữ Sam Rensi thì quan hệ Campuchia-Việt Nam sẽ trở nên khó khăn trong tương lai. Đại sứ Việt Nam tại Campuchia chưa có bình luận nào về việc này. Ông Giang Tiêu, Tổng thư ký của Học viện Hoàng gia Campuchia hôm thứ Tư nói rằng Rensi sẽ không thể vào Việt Nam vì ông ta hiểu rõ mối quan hệ tốt đẹp giữa Campuchia và Việt Nam. Ông Pio cũng nói rằng Việt Nam sẽ đồng ý với yêu cầu của Thủ tướng để tăng cường quan hệ song phương, đặc biệt khi Việt Nam đang muốn chứng tỏ sự tin cậy lẫn nhau. Pio cũng nói rằng Rensi sẽ không dám đến Thái Lan vì tình hình chính trị Thái Lan hiện nay không ổn định và có thể sẽ gây ra nhiều vấn đề cho ông ta, vì nhà chức trách Thái Lan cũng sẽ lưu ý đến kêu gọi của ông Hun Sen. Pio phân tích rằng đây là một hoạt động chính trị để chọc tức Thủ tướng Hun Sen. Rensi muốn cho cộng đồng quốc tế thấy rằng ông ta vẫn là nhân vật có ảnh hưởng, có thể làm nóng bầu không khí chính trị ở Campuchia. Ông ta muốn chứng tỏ ông ta có thể làm cho ông Hun Sen tức giận. Các báo cáo truyền thông hôm vừa qua nói rằng Malaysia đã trục xuất Sam Rensi sau khi ông này nhập cảnh Malaysia vào ngày 29 tháng 5 để tổ chức một cuộc họp với những người ủng hộ ở đây. Rensi đã vào Malaysia bằng một hộ chiếu Pháp. Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia đã ra một thông cáo báo chí để trấn an rằng không có sự kiện công khai nào được tổ chức trong khi Rensi ở tại Malaysia. Thông cáo báo chí ngày 31 tháng 5 nói về sự hiện diện của cựu lãnh đạo phe đối lập của Campuchia là Sam Rensi ở Malaysia. Bộ Ngoại giao muốn nhắc lại rằng Thủ tướng Anwar bin Ibrahim đã không được thông báo về việc ông ta nhập cảnh vào đất nước. Tuy nhiên, Sam Rensi đã rời Malaysia sáng nay và không có sự kiện công khai nào được tổ chức trong khi ông ta ở đây. Sam Rensi đã bị tòa án ở Campuchia phán nhiều bản án khác nhau, nhưng ông này tuyên bố các vụ án đó có động cơ chính trị. Tòa án thành phố Phnom Penh tháng 10 năm ngoái đã kết án Sam Rensi vì nhượng 4 tỉnh Campuchia cho cộng đồng người Thượng ở Việt Nam và kết án tù vắng mặt với Rensi. Rensi đã công bố rằng ông ta sẽ có thể trở lại Campuchia thông qua Thái Lan nhờ vào những thay đổi chính trị ở nước này sau cuộc tổng tuyển cử mà các đảng đối lập đã giành chiến thắng đa số ghế. Tuy nhiên, ông Hun Sen đã cảnh báo ông sẽ chào đón Rensi bằng những khẩu pháo phản lực phóng loạt BM-21 do Liên Xô sản xuất. Theo Hiệp định dẫn độ giữa Việt Nam và Campuchia ký tháng 12 năm 2015, mỗi bên đồng ý dẫn độ tội phạm sang nước kia. Theo các điều khoản hiệp định, bất kỳ ai đang có liên quan vấn đề luật pháp ở nước này mà bị phát hiện ở nước kia thì sẽ có thể bị dẫn độ. Thưa quý vị, phát biểu này của ông Hun Sen có vẻ gợi ra một cái gì đó không bình thường. Trước hết, hai nước có hiệp định dẫn độ tội phạm thì đã có cơ sở để Campuchia yêu cầu Việt Nam bắt giữ Sam Rensi nếu như ông này nhập cảnh vào Việt Nam. Và việc này hoàn toàn có thể thực hiện bằng hình thức thông báo cho nhau giữa cơ quan thực thi pháp luật giữa hai bên. Nếu cần nhấn mạnh tầm quan trọng, ông Hun Sen hoàn toàn có thể với tư cách thủ tướng thông báo đến Sứ quán Việt Nam. Nhưng ông lại dùng một sự kiện công khai là khởi công động thổ một cây cầu để chỉ định danh đại sứ Việt Nam và lời nhắn mà ông muốn nhắn đến Việt Nam. Như vậy, khả năng là ông muốn công khai chuyện này nhằm mục đích cảnh báo. Cảnh báo cho ai? Tất nhiên, đầu tiên là cảnh báo Sam Rensi rằng việc dùng các nước láng giềng để xâm nhập Campuchia là không khả thi. Nhưng e rằng đối tượng cảnh báo không phải chỉ có mình Sam Rensi mà còn có cả Việt Nam. Bởi vì ông Hun Sen đã nói thẳng rằng nếu Việt Nam không bắt Rensi giao cho Campuchia, nếu ông này nhập cảnh Việt Nam thì quan hệ hai nước sẽ căng thẳng trong tương lai. Đặt câu hỏi ngược lại là hai nước đã có hiệp định dẫn độ thì tại sao Việt Nam lại không bắt khi được yêu cầu? Như vậy, khi ông Hun Sen đưa ra cảnh báo như vậy, có thể ám chỉ một mức độ không tin tưởng nào đó. Liệu có khi nào ông ta nghi ngờ Việt Nam có dính líu đến Sam Rensi? Vì như bài báo của Thời báo Khmer nói rằng Rensi đã bị kết án tù vì nhượng người cho người Thượng Việt Nam 4 tỉnh Campuchia. Trong khi đó, nhân vật Sam Rensi khi còn ở Campuchia đã thường xuyên lợi dụng sự thù ghét nghi kỵ của một bộ phận người dân Campuchia đối với người Việt Nam để kích động chống Việt Nam nhằm thu hút sự ủng hộ. Sam Rensi đã không ít lần kích động các vụ biểu tình đốt cờ Việt Nam ở đường phố Campuchia và cũng không ít lần cáo buộc Hun Sen là thân Việt Nam.
Vậy mà giờ đây ông Hun Sen lại cảnh báo Việt Nam rằng nếu không bắt Sam Rainsy khi ông ta đến Việt Nam thì quan hệ hai nước tương lai sẽ khó khăn. Sự thay đổi này rất đáng để quan sát và chiêm nghiệm. Ngoài khả năng nói trên ra, cũng còn một khả năng nữa là hành động của ông Hun Sen chỉ thể hiện thói quen phát ngôn dựa trên cảm xúc của ông ta. Điều này không phải là không có căn cứ khi chúng ta nhớ đến cách đây mấy năm, ông này từng đăng lên tài khoản mạng xã hội để tranh cãi với một cư dân mạng Việt Nam. Cụ thể là hồi ấy, có một số người cáo buộc Hun Sen phản bội Việt Nam. Hun Sen đã điên máu lên mạng xã hội nói rằng, Việt Nam không phải là ông chủ của tôi, tại sao tôi phải trung thành với Việt Nam? Trong một số dịp khối ASEAN họp thượng đỉnh, tôi đã trông thấy trên màn hình TV cảnh ông Hun Sen cầm smartphone chụp ảnh selfie giữa hội nghị. Có lẽ những bức ảnh đó cũng để đăng Facebook, chứ không nhằm mục đích gì khác. Nếu cứ từ những sự kiện đó mà suy, thì ông Hun Sen không phải là một lãnh đạo biết kiềm chế trong kỷ nguyên mạng xã hội này, thậm chí còn khá ham sử dụng mạng xã hội để thu hút công chúng. Nếu dựa trên cách nhìn này, những phát biểu cảnh báo đại ngôn của ông Hun Sen có lẽ cũng chỉ thể hiện ông ta đang bị kích động trước mối đe dọa do những âm mưu của đối thủ Sam Rainsy gây ra mà thôi. Tuy vậy, dù thế nào thì cũng vẫn cần chú ý đến những lời cảnh báo đe dọa quan hệ căng thẳng này của ông Hun Sen. Kính thưa quý vị, tàu hộ vệ Việt Nam tham gia duyệt binh Hải quân ASEAN, hộ vệ hạm 015 Trần Hưng Đạo của Việt Nam tham gia duyệt binh Hải quân cùng tàu chiến các nước ASEAN ở vùng biển ngoài khơi Philippines. Đội hình tham gia lễ duyệt binh tàu hải quân các nước ASEAN ở vùng biển phía Nam Vịnh Subic hôm vừa qua gồm 9 tàu chiến đến từ Việt Nam, Singapore, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Brunei và chủ nhà Philippines. Tàu hộ vệ 015 Trần Hưng Đạo di chuyển theo đội hình với tốc độ 10 hải lý một giờ. Khi đi qua tàu chỉ huy BRP Davao de Sur chở Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Carlito Gavet và tư lệnh hải quân các nước tham gia duyệt binh, chiến hạm Việt Nam kéo 3 hồi còi dài, thì thủ đoàn hô khẩu hiệu hoan hô để chào theo thông lệ quốc tế. Việt Nam cử tàu 015 Trần Hưng Đạo tham gia lễ duyệt binh tại Philippines nhằm thể hiện sự ủng hộ với các sự kiện quốc tế, góp phần thúc đẩy hợp tác với Hải quân Philippines cũng như các nước ASEAN. Sau khi kết thúc duyệt binh, tàu 015 Trần Hưng Đạo cập cảng căn cứ Hải quân Subic của Philippines, chuẩn bị tham gia các hoạt động tại bến và trên biển trong khuôn khổ diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 2. 015 Trần Hưng Đạo, tàu hộ vệ tên lửa đề án 11661E JPAT được đưa vào biên chế lữ đoàn 162 từ tháng 2 năm 2018. Tàu được trang bị nhiều khí tài hiện đại do Nga sản xuất theo hợp đồng ký kết với Hải quân Nhân dân Việt Nam nhằm xây dựng lực lượng hải quân chính quy, nâng cao năng lực bảo vệ biển đảo quốc tế. Tàu hộ vệ lớp JPAT của Việt Nam được ứng dụng nhiều công nghệ tàng hình kết hợp giữa thân vỏ góc cạnh và sơn hấp thụ sóng radar nhằm hạn chế tối đa diện tích phản xạ radar trước các hệ thống trinh sát của đối phương. Tàu cũng được trang bị các hệ thống gây nhiễu, tác chiến điện tử hiện đại. Vũ khí chính của tàu hộ vệ tên lửa lớp JPAT 309 là 8 tên lửa chống hạm 3M24E với tầm bắn 130 km, một pháo hải quân AK-176MA cỡ nòng 76,2 mm, một tổ hợp pháo tên lửa phòng không Palma, hai pháo phòng thủ cực gần AK-630M và súng máy 14,5 mm. Tàu 015 Trần Hưng Đạo cũng được lắp 4 ống phóng ngư lôi cỡ 533 mm và mang theo một trực thăng K-28 để tăng khả năng phát hiện, đối phó tàu ngầm đối phương. Trong thời gian gần đây, những thông tin về việc Trung Quốc liên tiếp có những hành động trái phép tại khu vực đá Ba Đầu thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam đã khiến thế giới đưa ra nhiều suy đoán về động cơ mà Bắc Kinh đang hướng tới. Trung Quốc cũng cho đẩy mạnh sự hiện diện vô cùng đáng quan ngại tại thực thể bãi cạn Sabin thuộc cụm đảo Bình Nguyên. Sự hiện diện của các con tàu nhắc nhở nhân loại về ý đồ của Trung Quốc muốn thâu tóm phi pháp hầu hết Biển Đông trong cái mà gọi là đường chín đoạn, coi đây là lãnh thổ của họ. Điều này cũng làm dấy lên một câu hỏi trong cộng đồng thế giới rằng liệu Trung Quốc đang có âm mưu gì tại khu vực này? Có phải Bắc Kinh đang lần nữa cố chiếm lấy các thực thể tại Trường Sa bằng vũ lực hay không? Theo thông tin được lực lượng tuần duyên Philippines đăng tải, thì từ cuối tháng 4 cho đến đầu tháng 5, ngoài sự ghi nhận có khoảng 100 tàu cá dân binh vũ trang Trung Quốc xuất hiện ở bên trong đầm nước của thực thể đá Ba Đầu, còn có sự ghi nhận khoảng hơn một chục tàu cá vỏ thép cỡ lớn được Bắc Kinh điều động tới để neo đậu bên trong bãi Sabin. Có thể nói đây là điều hết sức bất ngờ sau khi thời gian dài người ta mới ghi nhận sự hiện diện làng vàng trở lại của người Trung Quốc tại thực thể bãi Sabin, một nơi vốn nhiều duyên nợ với họ tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Thậm chí trong suốt một thời gian thế này đã bị Bắc Kinh chiếm đóng trái phép thành công. Nhưng sau đó, một số sự việc đã bất ngờ xảy ra khiến họ phải rút quân khỏi bãi cạn quan trọng này trong thất bại ê chề. Sự việc chưa dừng lại ở việc xuất hiện các tàu cá dân binh của Trung Quốc theo số liệu định vị hàng hải quốc tế IIS được chuyên gia Repower đến từ Trung tâm Đổi mới An ninh Quốc gia Mỹ công bố cho thấy một sự bất thường cần chú ý một cách nghiêm túc khi tàu hải cảnh mang số hiệu 4203 đã liên tục quần thảo xung quanh vùng nước của thực thể bãi Sabin suốt một tuần liền với tốc độ hải trình khoảng 4 hải lý trên giờ. Có vẻ như nó đã thực hiện hoạt động trực canh gác bảo vệ cho vùng biển này, thậm chí là đang ngăn chặn trấn áp tàu thuyền nước ngoài dám bén mảng tới vùng biển lân cận bãi cạn Sabin. Nhiệm vụ thông thường của tàu hải cảnh 4203 đó chính là kiểm soát vùng biển thuộc bãi Cỏ Mây của cụm Bình Nguyên, nơi đang có một tiền đồn trái phép của Philippines lưu giữ. Những hải phận xung quanh thì gần như đã bị hải cảnh Trung Quốc bao vây, kiểm soát và phong tỏa. Manila, dù cho hiện nay đang trên danh nghĩa được cho là có sự chiếm đóng đối với bãi cạn Cỏ Mây từ năm 1999, nhưng trên thực tế họ gần như không còn có thể kiểm soát được vùng xung quanh và bị Trung Quốc khống chế hoàn toàn nhằm vô hiệu hóa một tiền đồn mang tính chiến lược mà Philippines đang yêu sách trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Mới đây, Bắc Kinh lại một lần nữa vươn tay tới một thực thể cũng mang tính chất chiến lược không kém cụm Bình Nguyên. Như các bạn đã biết, bãi Sabin hay còn được Trung Quốc gọi là bãi Tiên Tâm. Đây là một thực thể tự nhiên rộng và lớn nhất tại quần đảo Trường Sa với tổng diện tích khoảng 115 km2 với hình dạng là một dạng san hô vòng ngập nước. Thực thể này nằm cách bờ biển Luzon của Philippines dưới 80 hải lý, cách bờ biển Phan Thiết Bình Thuận hơn 450 hải lý và cách bờ biển Cam Ranh Khánh Hòa hơn 445 hải lý, nằm hoàn toàn về cực xa nhất của phía đông quần đảo Trường Sa. Vì khoảng cách là rất xa như vậy, nhưng lại nằm vô cùng gần bờ biển Philippines. Do đó, Việt Nam chúng ta gần như khó có thể thực hiện các hoạt động chủ quyền tại khu vực này, mà chủ yếu là sự tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc. Đầu thập niên 1990, Trung Quốc đổ quân lên chiếm đóng bãi cạn và dựng một tấm bia chủ quyền Trung Quốc tại thực thể này và một tiền đồn tạm trên thực thể. Tuy nhiên, không rõ Bắc Kinh có triển khai lực lượng lên đồn trú liên tục hay không. Đến năm 1995, Philippines bất ngờ phát hiện Trung Quốc đã đổ quân lên chiếm đóng thành công đá Vành Khăn thuộc quần đảo Bình Nguyên. Cách đó không xa là hai tiền đồn mà Manila đang chiếm đóng trái phép khác là đảo Vĩnh Viễn và đảo Bình Nguyên. Nó là thách thức nghiêm trọng tới những yêu sách chủ quyền mà Philippines tuyên bố đơn phương tại quần đảo Trường Sa và sẽ là mối uy hiếp lớn tới đường ra Biển Đông của Philippines sau này. Do đó, họ đã mang tàu chiến ra uy hiếp. Sự việc được các phóng viên của hàng loạt các hãng tin lớn trên thế giới tới để rêu rao bộ mặt bá quyền bành trướng trên Biển Đông của Trung Quốc nhằm tạo sức ép buộc Bắc Kinh phải bỏ tiền đồn này. Song Trung Quốc một mực kiên quyết giữ Vành Khăn từ đó cho tới tận ngày nay. Như một phương án mặc định, khi chính phủ Philippines và Trung Quốc không thể nói chuyện với nhau, họ tìm tới Mỹ như một trọng tài. Cả hai bắt đầu có các cuộc đàm phán riêng với giới chức Mỹ, những người sau đó phải chuyển tiếp thông điệp qua lại giữa đôi bên. Dù không muốn coi Mỹ là trung gian hòa giải, Bắc Kinh vẫn kêu gọi Washington gây sức ép buộc Manila phòng thoái lui, mô tả dưới lãnh đạo Philippines là cảm tính và khó đoán. Trái lại, các cuộc trao đổi ngoại giao giữa Mỹ và Philippines lại chia sẻ quan điểm chung về tầm quan trọng của việc phải giữ thái độ cảnh giác và thận trọng. Manila hy vọng có thể trở về như trước đây nên vẫn tìm hiểu các điều kiện để Washington có thể can thiệp quân sự theo Hiệp ước Phòng thủ chung MDT mà hai bên đã ký kết từ năm 1951. Tiếp đó, Philippines đã lập tức huy động lực lượng không quân tiến ra Trường Sa, bắn phá các công trình mà Trung Quốc trước đó đã xây dựng trái phép trên bãi Sabin. Mặc dù là một cường quốc, nhưng Bắc Kinh trong thời điểm giữa thập niên 1990 đã không thể cùng lúc kiểm soát cả hai thực thể quan trọng là Vành Khăn và Sabin. Kiệt sức, bị lấn át và thiếu các giải pháp thay thế khả thi, Trung Quốc đã rút các tàu còn lại của mình về đóng giữ Vành Khăn và rút khỏi bãi cạn Sabin. Trở lại với câu chuyện vào năm 2023, sau gần 3 thập kỷ giờ đây, Trung Quốc đã hoàn toàn lột xác với sự phát triển vượt bậc cả về kỹ thuật, kinh tế, chính trị và quân đội. Theo cùng với đó là các yêu sách chủ quyền táo bạo và ngang ngược hơn với một cách tiếp cận liều lĩnh và manh động hơn, sẵn sàng sử dụng vũ lực để đạt được mưu đồ. Không khó để nhận ra Trung Quốc đang ủ mưu một lần nữa chiếm giữ thực thể Sabin. Hành động phi pháp trên của Trung Quốc trong vùng biển nằm trong chỗ hoạt động vây lấn.
mà nước này đang thực hiện từ đầu tháng 4 đến nay ở Biển Đông. Thế trận vây lấn lần này của Trung Quốc mang tính phức hợp, liên hoàn và được triển khai đồng loạt ở nhiều vị trí chiến lược. Trung Quốc đang muốn hiện thực hóa cái gọi là yêu sách đường lưỡi bò phi pháp, muốn độc chiếm tới 90% diện tích vùng biển toàn khu vực. Ngược lại, Philippines giờ đây lại trở thành bên thứ yếu trong tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông, đặc biệt là các yêu sách của họ tại quần đảo Trường Sa của Việt Nam, ngày một bị thu hẹp và đang dần mất đi quyền kiểm soát nhiều khu vực từng chiếm đóng trước đó. Thực lực của các lực lượng đấu tranh Philippines dù cho đã được chính quyền Manila cải thiện trong những năm gần đây, nhưng dù vậy thì cũng là không đủ khi đối đầu với các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Chứ đừng nói đến để đánh giáp mặt với một con quái vật như Trung Quốc. Bởi thế nên việc Bắc Kinh quay trở lại dòm ngó bãi cạn Sabin là điều hết sức nguy hiểm. Nhưng nó là điều có thể dự báo từ trước. Nếu điều này trở thành sự thật, thì Sabin sẽ trở thành một hòn đá tảng án ngữ ngay giữa lối ra của Biển Đông. Mọi hoạt động của họ sẽ bị Trung Quốc phát hiện, trinh sát và theo dõi ngay lập tức. Ngược lại, nó sẽ tạo thế đứng chân cho Trung Quốc trong khu vực, tạo thành tiền đồn giúp cho Bắc Kinh triển khai thêm lực lượng bành trướng xuống Nam Biển Đông với ý đồ biến mất nước của họ, vốn là một đại lục trở thành một quốc gia có cả biển đảo. Điều này sẽ khiến cho Việt Nam gặp thêm nhiều bất lợi trong quá trình đấu tranh gìn giữ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải quốc gia trên biển. Có thể nói, Biển Đông trong đó có một phần thuộc chủ quyền của Việt Nam, một phần là tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới. Đó là nơi không phải thuộc sở hữu của riêng Trung Quốc mà nước này muốn làm gì thì làm. Do đó, việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở vùng biển này không chỉ là lợi ích và trách nhiệm chung của ASEAN và Trung Quốc mà còn thể hiện trách nhiệm của hai bên đối với cộng đồng quốc tế. Với những hành động ngang ngược thể hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông, sẽ không có gì ngạc nhiên vì thời gian gần đây, các nước liên tục đưa ra các tuyên bố bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Kính thưa quý vị, Philippines có thể đặt hệ thống tên lửa mới mua của Ấn Độ ở một khu đất vừa được hiến tặng trên đảo Lubang. Vừa qua, lực lượng thủy quân lục chiến Philippines cho biết đang xem xét khu đất rộng 10 ha được hiến tặng trên đảo Lubang, tỉnh Occidental Mindoro hướng ra Biển Đông để xây dựng trở thành một địa điểm quan trọng trong chiến lược phòng thủ bờ biển của quân đội trước các mối đe dọa từ bên ngoài. Đảo Lubang nằm cách bãi cạn Scarborough khoảng 300 km về phía đông nam. Bãi cạn này nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines nhưng đang bị Trung Quốc kiểm soát. Các lực lượng vũ trang Philippines và phía chính quyền Lubang đã ký thỏa thuận hiến tặng. Theo đánh giá của chuyên gia Philippines, đảo Lubang là địa điểm quan trọng vì gần vịnh Manila. Đây là đảo lớn nhất trong nhóm đảo Lubang đã được chia thành hai thành phố Lubang cùng lúc. Việc chính quyền thành phố Lubang hiến tặng khu đất này cũng có khả năng góp phần chuẩn bị cơ sở hạ tầng cho việc tiếp nhận lô tên lửa BrahMos đầu tiên mà Philippines đặt mua từ Ấn Độ. Vừa qua, đã có 21 sĩ quan quân đội Philippines tham gia huấn luyện để vận hành hệ thống tên lửa BrahMos, trong đó tập trung vào cách thức vận hành, bảo trì gói logistics của hệ thống tên lửa chống hạm đặt trên bờ biển. Việc bàn giao tên lửa BrahMos cho các lực lượng thủy quân lục chiến Philippines sẽ giúp tăng cường năng lực hải quân và đóng góp vào an ninh hàng hải chung của chúng ta trong khu vực. Tham mưu trưởng Hải quân Ấn Độ Rahavishnan Harikumar phát biểu tại sự kiện đánh dấu kết thúc quá trình huấn luyện tên lửa nhanh nhất BrahMos. Philippines đã ký thỏa thuận mua tên lửa BrahMos của Ấn Độ với tổng trị giá 18,9 tỷ PHP, hơn 8.000 tỷ đồng vào tháng 12 năm 2021 cho dự án hệ thống tên lửa chống hạm đặt trên bờ biển của Hải quân Philippines. Quốc đảo Đông Nam Á này là khách hàng nước ngoài đầu tiên mua hệ thống tên lửa của Ấn Độ. Bộ trưởng Quốc phòng Philippines thời điểm đó là ông Delfin Lorenzana cho biết là tên lửa hành trình siêu thanh nhanh nhất trên thế giới, tên lửa BrahMos sẽ cung cấp năng lực phòng thủ trước tất cả những âm mưu làm suy yếu chủ quyền và quyền chủ quyền của nước ta. Thỏa thuận trên bao gồm 3 khẩu đội tên lửa BrahMos, huấn luyện cho người vận hành và bảo trì cũng như gói hỗ trợ hậu cần tích hợp cần thiết. Hệ thống BrahMos có tầm bắn tối đa hơn 400 km và vận tốc Mach 2,8 tương đương 3.430 km/h, gần gấp 3 lần tốc độ âm thanh, hiện đang được coi là tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới. Dự kiến Ấn Độ sẽ thực hiện đợt giao hàng đầu tiên trong năm nay, theo Philippine Daily Inquirer. Động thái trên diễn ra giữa lúc tình hình Biển Đông leo thang căng thẳng. Trung Quốc đưa ra yêu sách đường lưỡi bò, tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ khu vực Biển Đông.
dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos, Philippines đang củng cố lại quan hệ với Mỹ, nhất là trong hợp tác quân sự. Mới đây, Philippines cùng Mỹ thảo luận để thực hiện tuần tra chung tại khu vực Biển Đông và khả năng cao sẽ thực hiện. Hãng tin CNN dẫn lời ông Jay Terriala, người phát ngôn lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines về các vấn đề Biển Đông cho biết, các cuộc đàm phán với Mỹ về vấn đề này đã qua giai đoạn ban đầu và khả năng thực hiện tuần tra chung là rất cao. Song ông Terriala không cung cấp chi tiết về quy mô hoặc thời gian đề xuất tuần tra chung. Như chúng ta đã biết, hôm vừa qua, tàu đổ bộ chủ lực 2071 của Hải quân, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tới thăm Campuchia để tham gia cuộc diễn tập Rồng Vàng năm 2023 với lực lượng Hải quân Campuchia. Theo đó, đây là lần đầu Hải quân Trung Quốc và Campuchia tập trận chung và diễn ra ở vùng biển Campuchia. Trong thông cáo, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng cho biết tàu 2071 đã đến Campuchia sau hành trình dài gần 100 tiếng, qua 1.300 hải lý. Và ngay sau khi cập bến, chiếc tàu của Trung Quốc và Campuchia đã phối hợp hoàn thành các bài huấn luyện đội hình và liên lạc ngay trong ngày hôm sau. Cuộc diễn tập Rồng Vàng năm 2023 giữa Hải quân Trung Quốc cùng Hải quân Hoàng gia Campuchia sẽ kéo dài 15 ngày. Buổi diễn tập của Hải quân hai nước sẽ có hơn 3.000 binh lính và hơn 300 phương tiện của hai nước tham gia. Chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh nói với Group Colton rằng, cuộc tập trận hải quân chung đã đánh dấu mức độ mới trong quan hệ hợp tác và trao đổi quân sự giữa Trung Quốc và Campuchia. Quan chức Trung Quốc bày tỏ cho rằng những tương tác của hải quân hai nước được kỳ vọng sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai. Về phía Campuchia, Chung Stet, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Campuchia cho biết, cuộc tập trận diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia ở tỉnh Kampong Rang. Cuộc tập trận này có sự tham gia của các trực thăng tấn công, xe bọc thép, chở quân, xe tăng, pháo, súng cối và các thiết bị chiến đấu hạng nặng khác. Thủ tướng Chung Stet nói thêm rằng, mục đích chính cũng như là cuộc tập trận Rồng Vàng là trao đổi kinh nghiệm trên thực địa, cũng như là tăng cường năng lực của lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và PLA. Tuy nhiên, do quy mô tính chất của cuộc diễn tập không hề nhỏ, thế nên nó đã gây lo ngại rất lớn đến Việt Nam. Chính vì vậy mà trong lúc hai ông hàng xóm còn đang mải mê tập trận, thì ở một diễn biến khác, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-suk, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam thăm chính thức Hàn Quốc. Lễ đón chính thức Bộ trưởng Phan Văn Giang và đoàn đã diễn ra trọng thể với 19 loạt đại bác tại trụ sở Bộ Quốc phòng Hàn Quốc. Sau lễ đón, hai ông tiến hành hội đàm. Tại đây, hai bên đã thảo luận về vấn đề an ninh biển. Bộ trưởng Phan Văn Giang cho rằng thách thức về an ninh, an toàn hàng hải, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung hay Biển Đông nói riêng đặt ra những nguy cơ đối với hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác phát triển trong khu vực và trên thế giới. Trong bối cảnh đó, đòi hỏi các bên liên quan cần đề cao thượng công pháp luật, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Đáp lại, phía Hàn Quốc thống nhất với Việt Nam cần tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng song phương giữa hai nước. Theo thỏa thuận mới giữa hai nước, Việt-Hàn sẽ tăng cường các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn và an ninh mạng, đào tạo nguồn nhân lực và trao đổi đoàn các cấp, hợp tác công nghệ cũng như các lĩnh vực hứa hẹn khác mà Hàn Quốc và Việt Nam sẽ quan tâm. Đặc biệt hơn là nhằm để tìm kiếm ra những lĩnh vực mới và xác minh việc thực hiện các nhiệm vụ và có khả năng hay không. Cũng như để thảo luận những vấn đề cấp bách trong khu vực, hai vị Bộ trưởng Quốc phòng nhất trí sẽ tổ chức các cuộc gặp song phương trên cơ sở thường xuyên hơn trong thời gian tới. Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể thấy Việt Nam ta đã có những màn đối đáp một cách cực kỳ khéo léo với hành động của Trung Quốc tại vùng biển Tây Nam. Nếu như Bắc Kinh tập trận rầm rộ với Campuchia, thì Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc. Mặc dù trên mặt trận ngoại giao Việt Nam luôn tỏ ra mềm mỏng, nhưng thực tế trên biển, các nhà lãnh đạo ta đang ăn miếng trả miếng, hoàn toàn không chừa một kẽ hở nào để đối phương ức hiếp. Và quan trọng hơn là sắp tới đây, Việt Nam sẽ không chỉ hợp tác quốc phòng với Hàn Quốc ở mức độ đơn thuần, mà còn sẽ mua vũ khí và tổ chức các hoạt động hải quân chung. Trong đó, hợp tác về biển giữa hai nước đang ngày càng được đẩy nhanh. Như từ năm 2019, các tàu khu trục của Hàn Quốc cập cảng Đà Nẵng và tham gia các cuộc tập trận hải quân với lực lượng Hải quân Việt Nam, tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2030, có một nội dung quan trọng là Hải quân hai nước sẽ tiến hành các hoạt động tìm kiếm cứu nạn để ứng phó sự cố thiên tai trên biển. Ngoài ra, vào tháng 6 năm 2017, Hàn Quốc đã chuyển giao cho Việt Nam tàu hộ vệ Kim Chun, tàu hộ vệ Yang Su vào tháng 10 năm 2018 và sắp tới đây là thêm một tàu hộ
vệ nữa sắp được Hàn Quốc chuyển giao cho Việt Nam. Đó là nền tảng hai nước huấn luyện chung, tuần tra chung và chia sẻ một số thông tin cũng như là thông tin tình báo. Ngoài ra, bình luận về việc tăng cường các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, truyền thông Hàn Quốc Robero nhận xét rằng điều đó sẽ sớm dẫn đến việc Seoul xuất khẩu vũ khí sang Việt Nam. Trong số các sản phẩm quốc phòng mà Hàn Quốc có thể xuất sang Việt Nam, có máy bay trực thăng và tàu khu trục lớp Shujan. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm đến máy bay chiến đấu siêu thanh KF-21 của Hàn Quốc, khinh hạm Yushan, thực chất là bản phóng to của tàu hộ vệ lớp Pohang, nhưng được trang bị hệ thống điện tử cũng như là vũ khí mạnh và toàn diện hơn rất nhiều. Còn máy bay siêu thanh KF-21 thì là loại máy bay chiến đấu thế hệ 4,5. Nó có thể bay cao và nhanh hơn F-35 tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 mới nhất của Mỹ, trong khi vẫn mang được trọng tải vũ khí lớn. KF-21 được trang bị một loạt tên lửa từ tên lửa không đối không, không đối đất, thậm chí là cả tên lửa hành trình phóng từ trên không. Đặc biệt, với tiềm năng chiến đấu không thua kém F-35, nhưng KF-21 dự kiến sẽ có giá thấp hơn nhiều so với giá của tiêm kích F-35 Mỹ đã bán cho quân đội nước ngoài. Thế nên đây sẽ là cơ hội để Việt Nam tiếp cận được vũ khí hiện đại của các nước phương Tây với cái giá mềm hơn nếu mua từ Mỹ. Tính trung bình ở giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2022, Việt Nam đã chi khoảng 2,7% GDP cho quốc phòng và trong năm 2021, Việt Nam đã phân bổ 6,3 tỷ đô la cho mục đích quân sự. Đồng thời, nếu trước đây các giao dịch mua vũ khí chủ yếu được thực hiện ở Nga, thì sau khi Việt Nam bắt đầu phát triển mối quan hệ với Hàn Quốc, Hà Nội hiện đang xem xét kỹ lưỡng ngành công nghiệp quốc phòng của Hàn Quốc. Seoul do đó cũng đã trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn thứ ba cho Việt Nam sau Nga và Israel. Thị phần của Hàn Quốc tuy còn nhỏ trong giai đoạn 2017-2021 thì chiếm khoảng 6,6% tổng lượng vũ khí nhập khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên, con số này sẽ tăng sau khi mà hai nước Việt-Hàn nâng cấp quan hệ lên mức cao, nhất là hai đối tác chiến lược toàn diện. Theo các chuyên gia, gia tăng các hợp đồng vũ khí từ Hàn Quốc sẽ còn giúp cho Việt Nam nâng cấp ngành công nghiệp quốc phòng của mình. Vì mối quan hệ hai nước đang ở mức độ cao nhất, nên rất có thể khả năng Hàn Quốc sẽ chuyển giao một số công nghệ hoặc là lập một công ty chung để sản xuất các loại vũ khí quốc phòng. Trong đó, trước tiên nhất là đi đầu nhất có thể là lĩnh vực đóng tàu. Vì Hàn Quốc là một trong những quốc gia có ngành công nghiệp đóng tàu rất lớn, đứng thứ tư trên thế giới và cũng vì mối bận tâm lớn nhất của hai nước này là hai vấn đề trên biển. Hiện nay, công ty đóng tàu là Hanjay của Hàn Quốc đang kinh doanh ở Việt Nam, hay là Samsung điện thoại thì cũng là một trong những nhà thầu quốc phòng lớn của Hàn Quốc, với nhiệm vụ phát triển những loại vũ khí công nghệ cao cho quốc gia này. Với lịch sử hiện diện ở Việt Nam như vậy, có thể hy vọng trong tương lai gần, Việt Hàn sẽ có thể kết hợp với nhau để phát triển năng lượng, công nghiệp quốc phòng của Việt Nam. Bên cạnh việc mua sắm và hợp tác các hoạt động chung, các nhà phân tích quốc tế cũng nhận xét rằng động lực chính cho phát triển toàn diện hợp tác với Hàn Quốc của Việt Nam càng tăng ở Biển Đông. Sau năm 2021, hợp tác an ninh hàng hải giữa Hàn Quốc và Việt Nam đã bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực sản xuất vũ khí và đào tạo nguồn nhân lực, động thái đẩy nhanh chưa từng thấy này. Là bằng chứng cho thấy Hàn Quốc là một đối tác quan trọng của Việt Nam trong chiến lược làm suy giảm sức ép từ Trung Quốc. Thưa quý vị, vừa qua Philippines thông báo phát hiện một tàu hải quân Trung Quốc và hàng chục tàu dân quân gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa Việt Nam. Hãng tin Reuters dẫn thông báo của lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cho biết đã phát hiện 42 tàu được cho là của lực lượng dân quân biển của Trung Quốc ở khu vực gần đảo Thị Tứ, trong khi một tàu hải quân và một tàu hải cảnh Trung Quốc cũng di chuyển chậm ở vùng biển xung quanh. Trong tuyên bố, lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines khẳng định đây là sự hiện diện trái phép. Hiện Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa phản hồi yêu cầu bình luận về thông tin trên. Liên quan tới chủ quyền của Việt Nam đối với đảo Thị Tứ, trước đây Bộ Ngoại giao Việt Nam nhiều lần lên tiếng khẳng định Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền ở quần đảo Trường Sa phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế. Việt Nam kiên quyết phản đối mọi hành động xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam đối với quần đảo này. Trước đó, báo Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA Daily có bài viết đăng tải cho biết máy bay ném bom H-6K của nước này đã phối hợp với máy bay chiến đấu và máy bay cảnh báo sớm thực hiện diễn tập các cuộc tấn công mô phỏng ở Biển Đông. Máy bay ném bom này đã bay hơn 5.000 km trong cuộc tập trận kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ. Đại úy Chen Jiale, chỉ huy một đơn vị không quân giấu tên thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam Trung Quốc cho biết đây là cuộc tập trận dài nhất mà ông từng tham gia và nói thêm rằng ông đã nhìn thấy quần đảo Trường Sa dưới cánh máy bay H-6K.
quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam và Trung Quốc đang tuyên bố chủ quyền trái phép. H-6K là máy bay ném bom chiến lược và được thiết kế cho các cuộc tấn công tầm xa. Máy bay này có thể mang vũ khí hạt nhân và có khả năng tấn công các nhóm tàu sân bay tác chiến của Mỹ ở Thái Bình Dương. Cũng trong cuộc tập trận này, H-6K được thử nghiệm phối hợp với các máy bay chiến đấu và cảnh báo sớm để thực hiện các cuộc tấn công đột kích tầm xa, tấn công có hệ thống và di chuyển cơ động cao. Hiện tại, bất chấp phản ứng của cộng đồng quốc tế, Bắc Kinh đã xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng như sân bay, nhà chứa máy bay, hệ thống radar trên đảo Subi, đá chữ thập, đá vành khăn, đồng thời đưa máy bay vận tải cơ tầm trung Y-8, máy bay cảnh báo sớm thế hệ thứ 3 KG-500 và các tàu tên lửa Tai-22 ra khu vực này. Bên cạnh việc phô diễn khả năng hợp tác giữa các loại máy bay với nhau, việc máy bay ném bom có thể thực hiện chuyến đi dài 5.000 km là chỉ dấu quan trọng cho thấy năng lực của không quân Trung Quốc. Ông Song Yongping, một chuyên gia về quân sự của Trung Quốc cho biết. Ông Song chỉ ra khoảng cách 5.000 km đồng nghĩa có thể vươn tới đảo Guam và nếu được trang bị vũ khí tầm xa tầm bắn của máy bay ném bom Trung Quốc có thể bao phủ cả Hawaii. Đây là khoảng cách dài nhất mà một máy bay ném bom nỗ lực đạt được, đặc biệt trong vùng biển mở. Qua đó có thể thấy không lực Trung Quốc có khả năng đi xa cả trên biển và trên không. Song chuyên gia Hale cho rằng, tuy cuộc tập trận phô diễn năng lực của không quân Trung Quốc, nhưng năng lực của máy bay ném bom Trung Quốc chỉ làm tăng mối đe dọa với các lực lượng Mỹ lên một chút so với mối đe dọa vốn có, chính là kho tên lửa đạn đạo của PLA có thể dễ dàng nhắm tới các căn cứ của Mỹ tại Guam. Đảo Guam là nơi có hai căn cứ hải quân chiến lược đối với Mỹ, căn cứ hải quân Guam ở Santa Rita Sumay và căn cứ không quân Anderson ở Yigo. Đóng vai trò là chỗ dựa quan trọng để Mỹ tiến hành các hoạt động ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Thủy quân lục chiến Mỹ cũng mở một căn cứ mới ở Guam vào tháng 1, căn cứ đầu tiên sau 70 năm, trở thành nơi đóng quân của khoảng 5.000 lính thủy đánh bộ với nhiệm vụ phát hiện và chống lại các mối đe dọa trong khu vực. Họ sẽ là lực lượng then chốt trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Tòa án thành phố Phnom Penh đã kết án tù chung thân vắng mặt đối với lãnh đạo phe đối lập Sam Rensi vì hành vi nhượng 4 tỉnh Campuchia cho một tổ chức người thượng Việt Nam. Theo tường thuật của tờ Thời báo Khmer, bản án bắt nguồn từ một video bị rò rỉ năm 2018 cho thấy Sam Rensi đã ký vào một thỏa thuận với tổ chức Dega, tức là tổ chức nhà nước Dega tự xưng do Kasar Khơ ở Tây Nguyên của Việt Nam cầm đầu. Theo cảnh quay trong video tháng 6 năm 2018, Rensi nói: "Những người mà bản thân họ là dân Dega là một phần của dân tộc Campuchia, họ sống ở tỉnh Modukiri, Khatanakiri, Songcheng, Karati. Khi chúng tôi thành lập chính phủ mới vào năm 2013, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng người thượng hay người Dega sẽ sống như các công dân tự do ở Campuchia, đất đai rừng núi của họ sẽ được trả về cho họ." Tờ báo cũng giải thích rằng người thượng là một khái niệm của người Pháp nhằm chỉ các bộ lạc miền núi ở Việt Nam còn được gọi là Dega. Hầu hết họ là những người thuộc các dân tộc thiểu số theo đạo Cơ Đốc sống ở Tây Nguyên của Việt Nam. Chủ tọa phiên tòa Sin Sovan Gro nói trong lời tuyên án rằng Rensi, 72 tuổi, bị buộc tội giao cho nước ngoài tất cả hoặc là một phần lãnh thổ quốc gia theo Điều 27 và 440 của Bộ Luật Hình sự. Tòa án thành phố Phnom Penh đã quyết định phạt tù chung thân với bị cáo Sam Rensi. Thẩm phán Giovanni Ro cũng cho biết thêm rằng Rensi lúc đó là chủ tịch Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia, gọi tắt là CNRP, đã ký một thỏa thuận về quyền của người bản địa Dega ở Campuchia với cơ số cấp lãnh đạo của những người Dega tại Mỹ. Theo những nội dung ký kết, Rensi đã đồng ý rằng chính phủ tương lai do đảng CNRP cầm quyền và Rensi đứng đầu sẽ đối xử với người bản địa Dega ở phía bắc Campuchia theo tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền của người bản xứ. Thẩm phán Sovani Ro nói rằng thỏa thuận giữa Rensi và Kasar Khơ bị rò rỉ vào tháng 2 năm 2018 và được đăng công khai lên tài khoản Facebook của Rensi vào ngày 16 tháng 7 năm 2018. Ông nói thêm rằng Rensi cũng đã được đài RFA và RFI phỏng vấn và đã thừa nhận có ký một thỏa thuận như vậy với Kasar Khơ vào ngày 14 tháng 4 năm 2013. Thưa quý vị, thỏa thuận này sau đó không có hiệu lực vì đảng CNRP không giành được chiến thắng trong bầu cử năm 2013 và đến năm 2017 thì đảng này bị tòa án tối cao giải tán. Tuy nhiên, việc có thỏa thuận giữa Kasar Khơ với Sam Rensi mang đến cho chúng ta nhiều điều để suy ngẫm.
Thứ nhất là nó chứng tỏ rằng tổ chức nhà nước tự xưng Dega, một tổ chức do Khashoggi đứng đầu, người được cho là đứng sau vụ bạo loạn Tây Nguyên, vẫn đang tồn tại và hoạt động ở Mỹ, với mục đích đòi ly khai khu vực Tây Nguyên khỏi đất nước Việt Nam. Năm 2019, Khashoggi chết vì ung thư, nhưng nhà nước Dega tự xưng do ông ta thành lập thì vẫn còn. Như vậy, tức là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Việt Nam từ tổ chức nhà nước Dega vẫn tồn tại. Thứ hai, việc Renzi nhượng 4 tỉnh cho Khashoggi, theo các ngôn ngữ của thỏa thuận, không có nghĩa là ông ta cắt hẳn 4 tỉnh đó cho nhà nước Dega tự xưng, mà là ông ta nói rằng dân Dega sẽ là công dân tự do của Campuchia. Lại có đoạn nói Renzi sẽ đối xử với dân Dega theo tuyên bố của Liên Hợp Quốc về quyền của người dân bản xứ. Như vậy, các ứng xử cụ thể sau này sẽ do Renzi quyết định, tùy thuộc vào vị thế của ông ta. Nhưng tối thiểu thì trên địa bàn 4 tỉnh đó, tổ chức Dega được hoạt động. Suy xét sâu nữa thì đây có lẽ là một giao kèo nhằm cung cấp cho tổ chức nhà nước Dega tự xưng một địa bàn hoạt động đứng chân, để từ đó làm bàn đạp thâm nhập về các tỉnh Tây Nguyên của Việt Nam. Một dạng thức tương tự như thời chính phủ Sihanouk dung dưỡng Phun Rô để chống Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Thứ ba là Sam Rainsy đã sang lưu vong ở châu Âu sau khi đảng cứu nguy dân tộc của ông ta bị giải tán, nhưng gần đây ông này đang tìm cách trở về Campuchia thông qua các nước láng giềng. Cuối tháng 5 vừa qua, Rainsy đến Malaysia bằng hộ chiếu Pháp và dự định họp mặt với những người ủng hộ tại đây. Tuy nhiên, nhà chức trách Malaysia sau khi biết tin đã trục xuất ông ta và không cho phép tổ chức họp hành gì. Ông Hun Sen, Thủ tướng Campuchia khi dự lễ động thổ một cây cầu bắc qua sông Mekong, đã cảnh báo rằng Việt Nam nên bắt Sam Rainsy nếu ông ta dùng hộ chiếu Pháp nhập cảnh vào Việt Nam và giao cho Campuchia. Nếu không làm như vậy thì tương lai quan hệ Việt Nam-Campuchia sẽ rất khó khăn. Chỉ 4 ngày sau, cảnh báo này của ông Hun Sen thì ở Đắk Lắk xảy ra vụ nhóm người vũ trang tấn công trụ sở chính quyền ở hai xã thuộc huyện Cư Cu In. Tất nhiên hiện giờ cũng không có cơ sở thông tin nào cho phép nối sự xuất hiện trở lại của Sam Rainsy. Với vụ tấn công xảy ra ở Đắk Lắk, cũng chưa có manh mối nào để giải quyết kẻ đứng sau các nhóm người tấn công là Phun Rô hay nhà nước Dega hay một tổ chức phản động nào khác. Nhưng việc Sam Rainsy mon men trở lại Campuchia và cuộc tấn công xảy ra sau đó ở Đắk Lắk, trong khi giữa Rainsy và tổ chức Dega tự xưng từng có giao kèo từ năm 2013, tạo nên những tín hiệu cảnh báo rằng các thế lực chống chính quyền Campuchia đang đẩy mạnh hoạt động trở lại. Và theo cùng với chúng có thể là cả các thế lực phản động Việt Nam để tìm cách thâm nhập Tây Nguyên. Vậy ai đứng sau vụ tấn công Ủy ban xã ở Đắk Lắk và với mục đích gì? Thưa quý vị, vào nửa đêm mùng 10 tháng 6, rạng sáng ngày 11 tháng 6, ở địa bàn huyện Cư Cu In, tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra hai vụ tấn công vào trụ sở công an ở hai xã là Ea Tiêu và Ea Cơ Tu, khiến một số cán bộ và người dân tử vong. Tổng hợp các thông tin từ nhiều nguồn truyền thông và mạng xã hội xin tóm tắt sự việc như sau. Vào rạng sáng ngày 11 tháng 6, có hai nhóm người được vũ trang bằng súng và dao đã tấn công vào trụ sở ở xã Ea Tiêu và Ea Cơ Tu. Tại Ea Tiêu, nhóm đối tượng xông vào trụ sở xã xả súng, khiến một số cán bộ thiệt mạng rồi bỏ chạy ra ngoài quốc lộ 27. Tại đây, chúng gặp một ô tô bán tải nên đã khống chế và bắn chết tài xế để cướp xe. Tại xã Ea Cơ Tu, một nhóm đối tượng khác tấn công vào trụ sở ủy ban, giết chết một số cán bộ rồi tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, chúng bắn vào một số người đi đường. Đến trưa nay, lực lượng công an đã bắt được 6 đối tượng, trong đó có một đối tượng ở thị xã Iampa, tỉnh Gia Lai, 3 đối tượng ở huyện Krông Búc, 2 đối tượng ở huyện Cumaga, tỉnh Đắk Lắk. Vụ việc này xảy ra có thể nói là hoàn toàn bất thình lình vì các địa bàn Tây Nguyên trong thời gian vừa qua tương đối yên tĩnh, không có gì phức tạp nổi cộm về an ninh trật tự. Tuy nhiên, xét từ lịch sử mấy chục năm qua thì nơi đây là một địa bàn phức tạp về an ninh trật tự từ xưa. Theo một số người viết trên trang mạng xã hội, từ năm 2000 đến năm 2006, tại xã Ea Cơ Tu có một số tà giáo như đạo Amisara, canh tân đặc sủng đã hoạt động lôi kéo nhân dân. Ngoài ra còn một số hội nhóm trang bị vũ khí từ đơn sơ đến quân dụng, lấy danh nghĩa đi săn thú, bảo vệ đất đai nhưng âm mưu là để phục vụ bạo loạn lật đổ chính quyền. Năm 2013, đạo Amisara lại thành lập hệ Phục Hưng, nhằm kêu gọi quần chúng trang bị vũ khí, bỏ các tôn giáo chính thống, tụ tập sinh hoạt chung. Thế lực lớn nhất đứng sau những vụ việc gây biến loạn ở Tây Nguyên là tổ chức Phun Rô. Nói về Phun Rô,
Đây là tên viết tắt của cụm từ tiếng Pháp dịch ra là Mặt trận Thống nhất đấu tranh của các sắc tộc bị áp bức, được thành lập năm 1964. Tiền thân của mặt trận này là phong trào Bajan Naka xuất hiện năm 1958 để thành lập liên minh các dân tộc Tây Nguyên chống lại sự áp bức, phân biệt đối xử với các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Những người đứng đầu phong trào Bajan Naka muốn tách các khối dân tộc thiểu số Tây Nguyên ra khỏi chế độ Việt Nam Cộng Hòa để thành lập một khu vực độc lập thuộc khối Liên Hiệp Pháp. Trong bộ phim Ván Bài Lật Ngựa, chúng ta đã có thấy sự xuất hiện của Phun Rô. Trong tập mà Ngô Đình Nhu và Nguyễn Thành Luân đi gặp tay bác sĩ Imer Yamang để thỏa thuận dàn xếp. Trong thời gian Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại, Phun Rô và Việt Nam Cộng Hòa đã vài lần đụng độ với nhau. Chẳng hạn, tháng 12 năm 1965, một nhóm Phun Rô quá khích tấn công đồn Phú Thiện, sát hại 32 người và làm bị thương 26 người khác, đánh chiếm một số khu vực. Tướng Vĩnh Lộc, tư lệnh vùng 2 Việt Nam Cộng Hòa phản ứng mạnh cho quân đội tấn công vào những khu vực bị chiếm. Nhưng đang trong quá trình đó thì tham tán tòa đại sứ Mỹ can thiệp, yêu cầu cho những nhân vật cầm đầu Phun Rô chạy sang Campuchia. Sự dính líu của Mỹ với tổ chức Phun Rô là rất rõ ràng từ trong quá khứ và nó cũng nêu lên một bài học rằng ngay cả khi Mỹ đang đồng minh với chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, họ vẫn hỗ trợ những thế lực chống đối Việt Nam Cộng Hòa để kiềm chế nó. Sau năm 1975 khi nước Việt Nam thống nhất, Phun Rô vẫn được Mỹ hỗ trợ để hoạt động khắp Tây Nguyên. Thủ đoạn của Phun Rô là rình rập bắt cóc người Kinh, cướp của và chặt đầu thủ tiêu. Cuộc chiến truy quét Phun Rô của Việt Nam đến năm 1992 mới quét hết được tổ chức này ra khỏi Việt Nam. Tại Campuchia có 407 thành viên Phun Rô đã đầu hàng lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và được mang sang Mỹ tị nạn, chủ yếu tại bang Colorado. Năm 2000 tại Colorado, một nhà nước tự xưng được dựng lên với tên gọi Cộng hòa Dega hoặc là nhà nước Dega tự trị, với tổng thống tự phong là Kersokor. Tháng 4 năm 2004, lực lượng này đã quay về Tây Nguyên để gây ra cuộc bạo loạn Tây Nguyên nhằm lật đổ chính quyền nhưng đã bị nhà nước Việt Nam dập tắt. Trở lại cuộc tấn công đêm qua với thông tin nhân thân của 6 đối tượng bị bắt ban đầu cho thấy chúng đến từ nhiều nơi khác nhau, kể từ Gia Lai, kể từ các huyện của Đắk Lắk, chứ không phải cư dân trong huyện hay trong xã sở tại. Như vậy, chứng tỏ rằng đây phải là những thành viên của một tổ chức ngầm nào đó và cuộc tấn công đã được lên kế hoạch và có tổ chức chứ không phải là bột phát. Ngay sau khi vụ việc tấn công xảy ra, những trang fanpage của tổ chức và cá nhân phản động ở nước ngoài như của Việt Tân, của Nguyễn Văn Đài đã hả hê cổ suý và kích động để khẩn trương thanh thế. Vậy những kẻ này thuộc vào tổ chức nào? Phun Rô là kẻ tình nghi số 1. Vụ tấn công này nhằm mục đích gì khi nó không nhằm chiếm trụ sở cấp chính quyền mà chỉ nhằm sát hại cán bộ? Có thể dự đoán hành động của tính chất khủng bố này có vẻ như là nhằm gây tiếng vang trong dư luận, gây hoang mang cho nhân dân và cán bộ chính quyền ở các địa phương nói riêng, trên cả nước nói chung. Một mục đích nguy hiểm khác mà chúng ta không thể không đề phòng đó là chúng ta gây ra vụ việc này nhằm tập hợp lực lượng hoặc là tạo ra một tiếng kèn báo hiệu để những tên đã ẩn mình hàng chục năm biết tín hiệu ngóc đầu dậy hoạt động móc nối với nhau. Vấn đề vì sao thế lực phản động lựa chọn thời điểm này để ra tay cũng rất cần lưu tâm. Trước hết, thời điểm hiện tại đất nước ta đang có những khó khăn, sản xuất kinh tế khó khăn, người lao động thiếu việc làm, miền Bắc thì đang thiếu điện trầm trọng. Trong những hoàn cảnh như thế này, phản động nghĩ rằng sẽ có thể lôi kéo được nhân dân chống chính quyền nếu chúng đi đầu làm trước. Trong bối cảnh rộng lớn hơn, biết đâu rằng đây lại không phải là xúi dục ở nước A, nước B nào đó để gây sức ép lên Việt Nam. Vậy nước A, nước B có thể là ông Mỹ hay ông Tàu? Câu trả lời là ông nào cũng có khả năng. Ông Mỹ thì dùng chiêu bài tôn giáo, nhân quyền và ly khai đã thành thương hiệu để can thiệp vào nước khác trong ý định ép Việt Nam đi vào quỹ đạo của mình để chống Trung Quốc. Mỹ chưa đạt được kết quả vì Việt Nam vẫn giữ vững quan điểm trung lập. Dù thuyết phục không xong, bí nước, Mỹ có thể dí vài con tốt làm rối loạn an ninh trật tự Việt Nam để tăng sức ép. Ông Tàu thì trong giai đoạn chiến tranh Việt Nam với Khmer Đỏ và hậu Khmer Đỏ, Tàu đã dung dưỡng cho Phun Rô để nhằm mục đích làm kế sức Việt Nam. Do vậy, tình báo Tàu cũng không phải là xa lạ gì đối với Phun Rô. Vừa mới đây thôi, Việt Nam và Trung Quốc đối đầu nhau một tháng trời trên vùng biển Bãi Tư Chính. Tranh chấp lãnh thổ Việt-Trung trên biển là động cơ trực tiếp để Trung Quốc dung dưỡng các thế lực phản động của Việt Nam nhằm làm suy yếu Việt Nam từ bên trong. Về mặt chiến lược, là một nước lớn, Trung Quốc hoàn toàn có động cơ muốn Việt Nam thành tiểu đệ, phụ thuộc vào họ.
muốn nước khác phụ thuộc vào mình thì phải đẩy họ vào hoàn cảnh khó khăn, như bá Kiến nói là ngấm ngầm đẩy người ta xuống sông rồi lại kéo nó lên để nó đền ơn. Năm xưa, khi Việt Nam chia đôi, Trung Quốc muốn Việt Nam chia đôi mãi mãi. Ngày nay Việt Nam đã thống nhất, nhưng nếu có cơ hội để tạo ra một cái úc nhọt ly khai trên lãnh thổ Việt Nam thì Trung Quốc cũng không tiếc gì mà không làm.